Hi, chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục với ARK. Pokemon thì qua là bắt được một con Raikou với lại Entei. Thì Raikou ở đây là nó bị nói chung là nó bị lỗi rồi, mình có thể tăng đam được cho nó và máu cho nó. Máu nó rất là nhiều luôn ấy. Mà nhưng hình như con này không có cưỡi được tại vì nó cứ bị ẩn ẩn này nè, với lại mình mở lên cái nhân vật của nó là đem nè, nó không có cái ô gọi là sách đồ đấy. Con này cũng vậy, riêng con này thì những con cưỡi được nó cũng có thể là có hoặc là không, nhưng mà như con này cưỡi được là nó có chữ Rai liền, và con này thì nó chỉ rất là không có cái vật cưỡi ngồi, nên chắc là mình sẽ thử con Ente thử quýnh nó có được không. Con này chắc là mình cho nó vô lại quả bóng để về tí nữa mình chưng nó trong cái tòa nhà. À, con này thì cho vô trước đi. Bây giờ con này giờ mình sẽ thử ném nó thử coi nó có quýnh được con nào không. Nhiều quá rồi, hôm nay mình sẽ chở ui con à đúng rồi, hệ hai Skeeter Raikou. Ok, dùng Raikou trước ha. Mình sẽ ném thử một con coi nó có khả năng quýnh bại một con nào đó không. À, từ từ setting coi. Setting button để mình coi cái chỗ quýt mà nó quýnh là chỗ nào. Safe flow attack. E-watch là lúc nào ta? Cái lúc này quen quen. À mình biết rồi, là cái nút mũi tên nhỏ hơn. Mũi tên lớn chứ. Dùng cái này dễ hơn là cái nút mà mình nhấn T. Wow. Ui, ra cầu cũng mạnh ghê chứ các bạn, đâu có yếu đâu. Trời, chết chết. Oh shit thật. Ôi, con kia nó quýnh mình gần chết luôn kìa. Wow. Hay là con ra cầu nó quất mình vậy ta? Quất cái gần chết luôn man. Dùng cái này quýnh dễ hơn. Lâu nay mình là biến dùng hút cây á, mình toàn dùng cái nút mình đè y nút T rồi nó chỉ vào nó. Ôi, con này mạnh ghê hồn luôn các bạn. À mình cưỡi không được nó nhưng mà mình có thể điều khiển nó. Trong đây thì mình chỉ dùng được một kill à. Ra ngoài coi. Ra đây ra đây ra đây, ra đây mình tăng đam cho nó coi nó còn mạnh cỡ nào nữa. Trời ơi, cái này còn mạnh nữa nha. Máu của nó là mình không tăng đã lên tới 400k rồi. Nên mình cưỡi không được những con này. Lên nào. Đấy, nó sẽ lao nó quất hết đám này luôn. Rồi, hôm bữa mình không bị nó... Ê, tàn hình rồi. Nó dí gần kia kìa. Coi các bạn, trời ơi, một đám luôn. Chắc mình nghĩ là nó phơi hết cái đám này dễ như trở bàn tay. Trong đây Raikou khá là đẹp nhưng mà nó hay bị lỗi lỗi kiểu như bóng 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 ấy. Quất con này đi. Rồi, quất hết. Trời ơi, trời 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 trời. Ôi, con cá ốc trâu dữ. Ở nó quất đuôi con mình bay luôn cơ. Ồ. Ủa, xỉu hết rồi hả? Chết hết luôn rồi. Ghê vậy trời. Để tao lấy một ít thịt nè, tí về là mình cho mấy con Pokemon ở nhà ăn. Mình đi cái này cũng mà lâu lắm rồi, mình chưa trở về nhà. Lấy ít thịt nè. Ui, mấy này ít thịt quá. Ngu ngu quất cái con còn sống ha, nó quất cái mình chết luôn á. Dưng này trước đi. Quốc này trước, đúng rồi, quốc mấy con cáo đi. Mấy con cáo chín đuôi nữa đâu mạnh. Đùa, đùa. Ê, lấy thịt chứ, con này hình như thịt đùi nhiều lắm. 3.200 thịt, 105 thịt đùi. Về mình lấy cho thịt cho mấy con Pokemon ở nhà mình ăn.
con này chạy vòng vòng. Raikou mạnh chứ bộ các bạn, nó mạnh hơn mấy con bình thường rất là nhiều á. Mặc dù nó hay bị lỗi lỗi cái hình ảnh chớp 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 á. Vậy thì quýnh bao giờ mới xong? Ok, Entei trợ giúp. Entei đâu rồi? Nhiều quá mình là phải kiếm nữa. Chưa ra luôn, đây. Đấy, Entei của chúng ta nhìn rất là... Ơ, cái gì vậy? What the fuck? Nhìn rất là lực lượng. Ơ, sao... Ơ, đi vô đó là bị tối đấy. Ra ngoài đây mấy đứa. Ủa, chạy kìa. Entei nhìn đúng ngầu luôn á. Cái kiểu cứ dáng của nó rất là ngầu luôn. Máu thì khỏi phải bàn rồi. Thử coi nào. Hai con y chang nhau không quýnh được cái nào luôn. Ba ngàn hai. Vậy chứng tỏ Raikou mạnh hơn các bạn ạ. À. Để mình cho con Entei hay là do con Raikou. Raikou mình tăng đam khá là nhiều rồi ta. Để mình coi phần trận đam mình tăng nó nhiều điểm rồi. Con này 68.000 rồi. Để coi Raikou là bao nhiêu. À lộn, à coi Entei là bao nhiêu. Entei chắc chỗ này đây. Chọn đối thủ là đối thủ này. Trúng một cái là xác định con kia rồi đấy. Rất là mạnh. Mới 15.000 à, đúng rồi con kia mạnh hơn rồi, đúng rồi. Con kia tới 64.000 rồi. Đó, con này giờ 46.000. Vẫn không có ô cưỡi. Ok, theo anh nào cô. Đấy, ê, đúng rồi, quên. Mình hết metal rồi. Đúng rồi, hết metal ở nhà rồi các bạn ơi. Trong Pikachu, đúng rồi, Pikachu nó đang giữ mình một mớ metal lần trước. Mình farm có tầm mấy chục ngàn nữa về để đúng rồi. Mình đang bị cống teo người đây. À, mình sẽ dục con nào ra. Ấy, đâu rồi? Dục con Raikou ra cho nó cầm hộ mình đi chứ. À, hoặc là con... con nào ta? Raikou! Xử lý thằng đó luôn đi. Trời ơi, 14.000. Ok, cầm giùm anh mớ đồ coi nào. Cho mày 4 cái cục đó luôn á. Cho mày 1.000. Ôi, tăng quay cho nó thì khỏi phải bàn rồi. Đấy, cho nó giữ metal là chất rồi. Mình sẽ xếp cái nào là quay là... lên cuối cùng. Dục nè. Dục luôn. Rồi, ở đây bị cống rồi. Đeo cái găng tay vô nào. Cái mũ. Dục luôn. À, dục nè, cái này mình không cần cái vũ khí này đâu. Dục cái vũ khí, mặc cái áo cùi bắp vô nào. Ok. Ổn rồi đấy. Giữ ít metal đi. À, ta. Ủa đâu rồi? Ê chết cha, con Raikou đâu rồi? Đùa men, đâu rồi, chạy đâu rồi? Ôi trời ơi, tàng hình. Holy shit. Dễ ngu lắm nha. Chơi con Raikou này dễ ngu lắm nha. Ôi, con Raikou này dễ ngu quá. Thôi cho nó vô đi, nó giữ mớ đồ mới nhiều đủ rồi. À, mình sẽ cho cầm con Entei thôi, không cầm con Raikou đâu. Cầm Raikou dễ ngu quá. Hoặc là cầm Shiny... thôi, Entei đi. Entei mình mới bắt, mình muốn nhìn nó nhiều hơn.
thực sự kiếm này mệt. Đấy. Ra đầu cu. Follow anh. Đây hết mấy thò. The fuck lại mưa. Set time of day 7 giờ sáng đi. Ok, cho mày hết mưa luôn. Hết mưa đi. Đó. Sáng sớm này mới đã. Nhìn nó mát mẻ ghê luôn á. Mình đi lấy ít metal nữa coi. Nãy là mới có 10, 20 ngàn là được có 10 ngàn metal chứ mấy. Trong cái game này là cần metal gần như là cực kỳ nhiều luôn ấy. Khu chỗ này hình như không có rồi. Ok, đi lấy ít nữa. Cho con Ente thể hiện hết khả năng của mình coi. Mới tầng mở đàm vô test lại coi. Ôi. Hình như con kia vẫn thấy mạnh hơn. Ok, giờ cho lên 62.000. Giống con kia. Giờ chỉ thua 6.000% thôi. Mình cộng lên nữa coi nó mạnh ngang không. 11.000. Con kia nãy nó phơ tới hình như 23.000 luôn phải không ta? 11.000 hình như là không lại rồi. Ok, coi như là giờ ngang đi. Để coi nó quýnh một phát được bao nhiêu nè. Mười ba ngàn. Có vẻ Ente có vẻ là yếu hơn cái con Raikou khá là nhiều. Lượm lại túi ngủ nè. Chỉ là theo mình thấy là Raikou mạnh hơn. Chính xác là mạnh hơn ấy. Ôi, chỗ này chói quá. Mới sáng sớm lên nên mặt trời đang lên nên là chỗ này đó là chói. Đây là Tyrantrum. Chắc một cái một mà nằm rồi. Trời ơi, nói mà. Hỷ diệt. Hỷ diệt. Đó, các bạn thấy không? Chạy rất là ghê. Quýnh một cái là khủy luôn. Ok, ngoan nào. Con này thịt kinh hồn. Ờ, trận đấu quýnh tao chưa? Một cái một là nằm thôi. Ê, chết, con kim, né con kim ra. Mình focus nó coi. Quýnh không? Đúng rồi. Đúng rồi. Còn quýnh được không? Hình như là không quýnh nổi luôn á, nó bay trên cao, con này quýnh không trúng. Ê, đừng, quýnh nó đi, đừng. Chết tao bây giờ, đừng chơi ngu. Quất nó đi. Đúng rồi, hai đứa solo đi. Ơi, con kim kia đừng. Mày solo với nó thôi, đừng solo với tao. Đúng rồi, con này dưới đất, con kia trên trời, lợi thế quá. Nó quýnh mà nó không quên chạy về hướng mình nha. Còn Ente rất là dễ thương. Không thể quýnh được các bạn. Cái tốc đánh của nó gần như là không có để quýnh trúng được cái con bớt này. Rất là khôn. Con chim đã xỉu rồi kìa. Đúng rồi, quýnh đi. Anh vừa thấy rớt suốt cái anh chạy là anh quất liền. Này lanh thiệt. Thằng này lanh thiệt. Chạy xa nó thấy gần quần rồi. Mình nó vừa xỉu. Anh chạy là anh dí anh quất liền chứ. Khôn ấy. Rất là khôn. Ok, cho chú mày về. Không mạnh bằng Raikou nhưng mà vậy là đủ. Đủ ổn rồi. Mình sẽ cưỡi Charizard đi về. Vẫn là chú chim huyền thoại của mình. À, không phải phương tiện bay huyền thoại chứ không phải là chú chim huyền thoại. Con này thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Con cưỡi của mình gọi là
bậc nhất luôn rồi, bậc thầy về mạnh mẽ. Mewtwo hay con gì ra nó đấm một cái thì tỷ lệ sống chỉ là chỉ có 1% thôi. Nếu bọn Mewtwo đầy máu thì quýnh tới sáng thật. Nhưng mà đa phần Mewtwo ở đây nó bị bóp phần trăm máu của nó. Đa phần rớt xuống còn có tầm 100 ngàn tới mấy chục ngàn thôi. Mà những máu gốc mà nó hồi á, thì lên tới 1 triệu lần. À, bây giờ chúng ta phải đi về hướng này. Ok. Bay qua một con sông. Mình bắt rất là nhiều rồi. Nên bây giờ mình bỏ bớt ở nhà. Rồi chúng ta đi săn tiếp. Ôi, khu này chói quá. Những cái hồ nước ở đây tuyệt đẹp nhưng mà bị chiếm hết rồi. Bị những con Snorlax với lại những con Hypno nó chiếm hết rồi. Trời, ở đây là một cái hòn đảo. Cái gì? Ở đây là một cái hòn đảo bay luôn á. Tất cả cái lượng nước đổ về. À, cái đảo này thì mình lên rồi. Đảo đảo rồng nè các bạn. Những con Charizard Shiny hay là Arcanine. Wow. Công nhận cano cũng khá là nhiều. Đúng là cái đảo này cano với những con vật gần như là cực kỳ nguy hiểm ở không à. À đây đây đúng rồi, vô lấy ít metal. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này là chùm rồi. Cái búa này là búa thần công. Thần công 1.900. Thì tiếp. Ten 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 ten. Ấy dồ. Quay đầu là thành một cái pick. Nhìn ngứa mắt. Đập luôn. Wow. Con này con gì vậy? À bị chết rồi. Ghê trời. Những con cano ở đây làm chùm à. Chùm mền này thì chùm. Nghe đâu là chùm. Nghe đâu là chùm. Nghe đâu là chùm. Đùa à. Ủa bọn này chiếm. Chiếm đảo đây hả? Tụi mày tính chiếm đảo chỗ này à? Chiếm đảo là khó. Khúc ở dưới nó chiếm hết rồi. Tụi cano này nó bao. Ủa chỗ này mình nhớ Charizard nhiều. À chắc là do nó ra mấy con kiểu dạng như là alpha như thế này nè. Những con alpha như thế này nó rất là mạnh. Những con rồng thì không thể nào quýnh lại sao á. Arcanine chắc là ok. Nè, cano nó chỉ ra đúng cái loại cano ở trong cái map này thôi nha. Đây, ở trên chúng ta thấy bên đây là một con Mega Charizard X đang quýnh lại với wow. Rất là nhiều ở trên đây rồng mới ở các bạn. Charizard này 150 đi lại rất là dễ thương. Ở trên mới rồng mới ở. Ở dưới nó không thể mở nữa rồi. Đó. Bên đây cũng có. Bên đây là một con hình như là Shiny Charizard Y. Một mình cân hết. Mới cân chắc cân không nổi đâu. Cano nhiều quá khiến bọn nó là không quýnh lại. Giúp một phát nào. Mình là đôi cánh. Đôi cánh của sự hủy diệt. Ôi da, giết luôn con Charizard rồi. Xin lỗi mày, tao chỉ muốn giết con Cano thôi. Đúng rồi, giết trước con. Ê! Wow. Mình giúp nó mà
Con canon này nó cắn quá mạnh. Đầu quá. Bay giáp luôn các bạn. Con dưới kia mày định cắn tao à? Tao qua tao giúp cái đảo này để cho chết bớt cano đi mà mày dám quýnh tao à? Cano nó chiếm đảo hết rồi. Một chỗ là tới ba con, hai con. Ghê thiệt. Rồng không thể sinh sôi chỗ này luôn à? Là khó. Là khó. Ok, thôi là chắc chúng ta sẽ rời đảo ấy. Đảo này bọn nó chiếm hết thiệt tình. Một cái hòn đảo trên trời bị cano chiếm hết rồi. Khá là tiếc nhưng mà mình phải nói lời là tạm biệt. Đẹp quá, khu này cực đẹp luôn á. Oh yeah, gần tới nhà rồi. Sau 800 năm đi du hành xuyên không gian. Sao tụi này đứng im vậy ta? Cái tụi này đứng im một cục thế nhỉ? Đang bàn nhau với chiến thuật gì vậy? Ở trên đây lại có một con Alpha này. Alpha. Ủa không phải. Những con Pokemon sao nó lại đứng im như thế ta? Nó đang âm mưu cái gì chắc? Trở về nhà sau một cái thời gian là quá lâu rồi khi chúng ta rời cái khỏi hòn đảo. Nhà mình thì có nhiều Pokemon rồi, nên chắc mình không sợ đâu. Con này được cái quýnh một cái là bay, là đụng trúng con nào là auto chết con đấy. À, đã về. Con nào chết không? Con này cũng lúc nào về cũng hấp hối, tâm tình trạng hấp hối vậy ông. Con này có thịt rồi không sao. Lên. Mình sẽ để con Ente với lại con Raikou ở trên đây. Trên tầng cao nhất luôn cũng được. Rất đẹp. Thịt hư hết rồi. Cho 2.000 cục thịt. Rồi, ok. Dục ra thôi. Enter yeah. Tờ EI. Đấy. Ra đi cu. Đó. Gỡ hết bóng luôn. Raikou nữa. Con này cũng bị thần thoại. Cho mày ra ngọn tháp luôn này. Mấy đứa là đầy hết. Trên đây là gọi như là mát mát an toàn luôn á. Không có con nào có thể phá hủy được cái khu này. Mình sẽ cho tiếp tục, đó chính là con ê, ê, quên quên quên. Lấy lại metal chứ. Ở đây coi được metal đây. Ơi, ok mình vẫn còn chạy được. Ultra. Ui, đông. Đông phết đấy. Người lom hả? Cho từng chơi luôn đi. Giờ là thấy cái gì là chơi ra hết. Skeeter. Cắm đầu. Aurorus. Ok, cho mấy cân này thì khỏi sự kìm hãm của cái quả Pokeball nữa. Mình sẽ gỡ ra hết. Khi mà nó về nhà là mình sẽ gỡ ra hết. Charizard Darkrai. Ok, ra luôn đi. Con này thì auto không mất máu rồi. Một con huyền thoại bóng tối.
đồng kìa, bữa mình đi một phát mình về mình gom một mớ Pokemon luôn. Con này thì khỏi phải bàn về độ dễ thương của nó rồi. Ultra Mega Mega Venusaur đó này. Đi ra luôn. Là Mega. Đấy. Nó không đẹp bằng con Shiny. Ok, chúng ta gần đem ra hết rồi đấy. Mega Axon. Con này cũng bị lỗi. Thôi cho mày qua ở với thằng Raikou, cho hai tụi mày là đúng cặp trời sinh luôn. Cái gì kỳ trời. Nó một cặp trời sinh. Máu hả? Ok, đem thịt về là cho tụi nó hết rồi. Nó biến biến chấp 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 khó chịu nha. Có mấy con này mình có bị lỗi rồi. Mà nhưng không sao, kệ, bắt có là hay rồi. Shiny Butterfree. Butterfree rất là dễ thương. Đấy, gỡ hết bóng ra. Mình còn có mấy con à. Đấy, bà rồng hai đầu. Bà này rất là dễ thương luôn. Quýnh cũng rất là vui. Cho mày thịt. Ôi ơi, thịt nó quá trời luôn rồi. Không được tiến hóa đến hệ 3. Uổng ghê thiệt. Lên 3 là nó thành con Ligon rồi. Bissduck. Cứ để full một tầng là mình sẽ làm ra một tầng nữa đó. Nhìn lên có thể coi hết được Pokemon của mình luôn. Nhìn nó dễ thương hơn là mình cất ở trong bóng hay là cất trong PC. Trên đây là toàn con thứ dữ mà. Một cặp Ultrason và lại Ultramon. Master Ball hả? Mega Rayquaza. Nghe ghê. What the fuck? Nó bị cái gì vậy? Hình như hết máu các bạn. Hình như nó bị hết máu. Mình chỉ còn Pikachu với lại Best Charizard thôi. Rồi xuống dưới thôi. Master Ball coi còn mấy cái. Master Ball 2 cái hả? Sinnet. Ui, Sinnet thật để dưới đi. Mình thích con Sinnet lắm. Sinnet à, để ngay cái cổng nè. Ngay cái cổng cho đẹp. Rồi lại bị ngủ nga, ngủ gà, ngủ gật. Ok, tôi cho tụi bay vô cái này hồi máu lại. Rồi hết rồi. Ồ, hết năng lượng hả? What the hell? Thịt hết luôn rồi. Hèn gì tụi bô cái mon nó chết. Đấy, đem về cả tỷ thịt trời, nó ăn nhanh lắm các bạn ơi. Rồi, chữa trị cho hết rồi đấy. Mega Rayquaza. Master Ball cho ra ngoài đây đi. Ra ngoài đây. Yeah. Ghê. Rất là đẹp. Vãi tèo lại trời mưa. Tắt mưa đi nào. Trong này mà có xây này nó là sướng. Xây này của nó màu đen nhìn đúng phê. À, rồi. Master Sinnet. Chu. Piu. Khỏe mạnh chưa cưng? Khỏe mạnh chưa? Ok, ổn rồi đấy. Con mày còn thịt không? Còn thịt trong người mà lúc nào cũng bị bung ra là thế nào? Đấy, coi như là rất là ổn rồi. Cái đám ủa à, hai hai con Venusaur. Ủa, con Mega Venusaur của mình đâu ta? Hình như có gì đó không ổn.
Ấy chết cha rồi, hình như mình bị mình lãng quên con Mega. Mình lãng quên con Mega Shiny của Charizard, con Venusaur phải không ta? Hình như là vậy rồi. Chết. Không biết mình giục nó đâu nữa. Thôi, bữa sau bắt lại vậy. Pikachu. Hey, not you. Ra đây cưng. Đưa mê thồ cho anh. Biết mà cầm cũng khá là nhiều ấy. Mê thồ. Bém. Ây da. Bém bém bém. Chỗ 2000 mấy luôn men. Ok, vô lại đi. Cho lên vai luôn. Ok, tập này sẽ cho con Pikachu thể hiện. Ôn cha. Đi quả làm hai quả Master Ball đi. À quên đúng rồi, đặt cái tele ra. Đôi khi đi xa quá muốn về cũng cực nữa. Rồi mình chỉ cần hai quả thôi. Một quả. Ây da, ây da, ây da. Bỏ lại, bỏ lại. Đâu rồi trời. Đâu rồi? Element. Ok, đủ rồi. Tắt máy đi. Để Pikachu trên vai đi, đúng dễ thương luôn á. Đúng đúng bài, đáng là mình phải để nó từ lúc đầu rồi chứ không phải là bây giờ. Master ấy. Ôi thiếu 1000 mới thôi. God, có không chụp bài bài chút bài thiệt. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, hết mới thôi. God rồi à, đây còn đủ. Hi hi, may quá, làm súng đạn biết cái mình không còn đủ luôn. Tại sao làm hai thì bây giờ mình sẽ đi qua khu rừng nơi mà con Lugia hôm trước mình phát hiện á, thì hôm nay sẽ có, đó chính là con một cặp đôi Latios và Latias. Nên bây giờ thì mình sẽ bay qua bên khu rừng và mình săn tụi nó. Sao bữa mình thấy cái ông nào ông chơi ông bay lên được qua trên map, ông nhìn xuống được cái bản đồ của khu vực đánh boss ta. Trong đây thì nó đủ được một cặp, đó chính là Latios và Latias, nhìn rất là dễ thương. Không, nay không đi thuyền nữa, sẽ đi cái này. Tính mình chế tàu ngầm đi rồi mà mình lười chế tàu ngầm quá. Trong đây có tàu ngầm mà bữa giờ mình chưa chế. Chế tàu ngầm đi săn con Gigadot với lại con cá voi. Nếu mọi người thích thì đừng quên comment vào bên dưới thì mình có thể làm vào tập sau ha. Mày con này rung thiệt chứ. À, chúng ta đã vào khu rừng cấm. Rừng cấm nơi tùm lum loài xuất hiện. Qua bên cái thác nước nào. Này phải vô sâu rừng cơ. Sao có những con Aken nó nhỏ như thế này ta?
nhớ bự y như trong bộ Big Simon, cái loại mini và cái loại khổng lồ. Đặc biệt nha. Ê quên, mà định cái con phi râu trong đây hiền. Thôi xin lỗi, nói lại, mình định kêu là con phi râu trong đây cực kỳ hiền chứ. Chưa kịp gì hết mà nó quất mình rồi. Các bạn thấy không, trong đây còn có con Thila cô leo nữa này. Mình bay qua nó bay xuống chụp mình nè. Rồi. Ok, cảm ơn Chu đã giúp mình giật điện con này. Mình muốn test thử thôi mà. Nó quất mình rớt xuống liền. Hay lắm rồi. Thông minh lắm. Muốn test thử thôi mà nó nhanh tới cái mức mà mình chỉ cần bay qua nhẹ thôi là nó chụp mình auto rồi. Rồi chúng ta tới cái khu vực thác nước rồi. Ai, có không nha? Hút át đâu rồi ta? Đây rồi, thấy rồi, các bạn thấy không? Từ xa kìa. Ở đâu rồi? Đấy, là tì át. Thôi anh, tôi mệt mỏi với mấy anh lắm rồi. Mấy anh lắm rồi. Không bao giờ quýnh. Quýnh con mụ chim này là cực kỳ khó. Bắt xịt hết đi. Mày làm cái gì vậy con cờ him này? Wow, và con Latios luôn. Turbo con nào con nấy cũng bự chà bá lửa. Con này trong đây nó không có hiện các bạn ơi. Ok. Ui, cái nó bay kìa. Y như những chiếc máy bay phản lực. Mình thì không cần sự trợ giúp nữa rồi. Làm cái chiếu. Làm cái chiếu để có cái gì mà bắt được. Ủa, nó nhiều kích cỡ vậy ta. Y như những chiếc máy bay vậy. Đó, cây chiến rồi đó, bật auto lên. Ui mẹ ơi. Neutral đi, có gì con này nó quýnh giùm mình cái cũng được. Thấy đáng, thấy đáng, thấy đáng, thấy đáng. Ok. Ôi trời, ôi Lucario mà bắn. Chết rồi, tiêu rồi, quýnh tụt quần rồi. Ồ, may quá các bạn ơi, con Pikachu nó vừa quýnh giúp mình một đòn. Mặc 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 cái áo vô đã. Nó quýnh tụt quần luôn rồi. Ê, thôi Pikachu đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi em, đủ rồi em. Anh này có Master Ball, không có cần lo. Quất một đòn là đủ rồi. Nay mình đi bắt con này một cặp. Một cặp này mình dùng tới Master Ball luôn, các bạn biết rồi. Cho nó nhanh gọn lẹ và đẹp. Ta thể dùng nhiều Master Ball hơn cho nó đã. Biết là nó bá mà nhưng mình vẫn thích. Ê, bay kìa bay kìa. Hình như con bự con nhỏ hay sao mọi người. Vô đây. Mày thần thánh lắm hả cô? Chạy được. Mình đã dùng tới cái quả Master Ball rồi, mình thích là mình bắt thôi. Đâu rồi, hai cục cưng đâu ra anh biểu. Hai cục cưng đâu? Nè. Một đứa. Uầy, nhanh giờ. Dễ thương quá à, y như siêu nhân á. Hai đứa. Ê. Đúng rồi, con màu đỏ là con cái và con màu xanh là con đực, thì ở trong đây con cái nó nhỏ hơn con đực các bạn, và rất là sướng là mình cũng có thể riding được hai con này. Đúng là máy bay phản lực có khác, con này trong đây thì không mega đâu nha, nên là mọi người đừng có kêu mình mega con này. Một cặp đó là rất là vui rồi. Ôi nó còn quýnh nhau bên kia nữa kìa. Ôi cái khu này cũng khá là nhiều ấy chứ. And you on. Rất là, con này đúng gọi là máy bay phản lực là chuẩn bài rồi. Rồi, ta bay có xíu mà mày chơi keo rồi trời.
Con này bay đúng nhanh luôn. Còn một con Latios kìa. Tưởng cầm súng được nữa chứ. Chầu các bạn. Biết con này mạnh không ta? Thôi rồi khỏi phải bàn. Phản lực mạnh lắm các bạn ơi. Ngu người quýnh tuyệt chiêu rất là vui. Quýnh rất là nhanh nhẹn luôn. Ê. Nhanh quá tao không điều khiển được luôn á tụi bay. Mà quýnh con này mạnh quá chứ bộ. À này không quýnh được mình. Ê xỉu hả? À bị Pikachu, mình đang cưỡi Pikachu nên thằng này à nó bị Turbo làm cho ngu người. Không mà hay nha. Kiểu mình đi bắt mấy con này mình dùng con Pikachu ở đằng sau hỗ trợ quá quá đỉnh luôn á. Ơi thôi 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 thôi. Rồi con kia là máu máu ăn thịt các bạn. Nó thôi rồi mà trời. Ghê thiệt. Mình không muốn giết những con còn lại trong đảo đâu. Như thế này là vui rồi. Được rồi, hôm nay video tới đây là kết thúc. Thì mọi người nếu thích video thì đừng quên để lại like và subscribe ủng hộ cho mình nha. Và bây giờ thì bye bye mọi người. Hai chiếc máy bay phản lực Latios và Latias. Được thì nếu mà có Mega làm luôn cho nó hay, mình như không có. Rồi, bye bye mọi người.